Xin chào tất cả các bác nhá. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện giờ thì Mạnh đang có mặt ở đường Lũng Cáng nha các bác nhá. Hôm nay thì bà con tiếp tục là sẽ làm lán, làm cái lán tiếp theo. Trong cái quá trình làm đường thì các bác cũng biết là có tất cả là đã có 3 chiếc lán rồi. Và chiếc lán này nữa là sẽ là chiếc lán thứ tư, một trong những chiếc lán là có thể nói là kiên cố để cho bà con là tới đây là làm là sẽ ăn trưa và cả buổi tối nữa các bác. Đấy, thì các bác cũng biết là trong thời gian qua là mấy tháng là bà con cứ làm cái đoạn nào thì dựng lán, thì hôm nay lại tiếp tục thêm một chiếc lán nữa. Thì các bác cũng biết là lộ trình của tuyến đường sẽ lại tiếp tục nhá. Tiếp tục rồi. Vẫn đang hình chữ chi chữ Z các kiểu trên này. Máy xúc của em Hoàng thì đang khục khoặc ở trên này rồi. Đấy, chắc chỉ còn một ít nữa thôi là đã tới được nương quế của em Xính. Chào ông giáo nhá. Chào mấy anh em nhá. Cái cọc ở dưới này tự đóng lấy à? Chắc không? Kiểu gì đấy? Đào hố xuống à hay như nào? Bây giờ này được máy nó ép xuống nhờ. Máy nó đi xa rồi. Làm chỗ này là đẹp đấy. Mi nhỏ. Làm gì đó? Chơi à? Không biết chào chúng mày à? Mày cho ma tùng phá đại không à? Đoạn này phải có một cái cây tận từ Xín kia sang hẳn bên này nhìn cho đỡ đung đưa. Nguyên dây sắn rồi à? Ngồi chỗ kia nhìn đung đưa đấy. Đây à, những cái này là để làm rát đây à? Cây ở đoạn này thì cũng dễ lấy thôi, ngay đây nhờ. Cứ chặt là phi xuống thôi. Quệt vào người đấy. Anh Báo ơi, cố gắng là lấy những cây già già nhá, sau này bổ ra nó đỡ bị ấy như kiểu lán dưới. Lán dưới là cái phần rát dưới này là sau nó ngót đi là nó thụt chân vào đấy đó. Anh Báo lưng điếc nào đỡ chưa? À nay đỡ hơn tí rồi. Mấy anh em làm nhá. Giờ thì Mạnh sẽ di chuyển lên trên chỗ máy xúc của em Hoàng. Giờ thì Mạnh đang có mặt ở trên chỗ máy xúc của em Hoàng. Với cái lộ trình đường ở những cái khu vực địa điểm này thì những cái phần ta ly này nó khá thấp. Thế nên là máy xúc là đi bon bon luôn. Đến điểm trên này là Mạnh đang cho em Hoàng là mở một cái bãi quay đầu. Bãi quay đầu này sau này nó sẽ thành hẳn một là một ngã ba nha các bác. Rồi là em Hoàng muốn quay lại là để sửa cái đoạn này. Thế nhưng mà cái đoạn ở trên này nha các bác, đây này, từ chỗ máy xúc này đi vào trong này, những cái chỗ này nó cũng rất là nhiều đá. Thế nên là sẽ mở đoạn đấy trước. Sau đó thì nó lăn về dưới này thì sẽ xuống là sẽ sửa sau. Đá
Đã thế. Đây. Vai quay đầu quá. Hoàng ơi, xuống đây đã. Và xuống đây đã. Đoạn chỗ máy đang đi kia là không có đá đâu đúng không? Chỗ đấy là cuốc chéo hẳn xuống. Lấy hẳn cái chỗ tầm cái chỗ đuôi của cái ben máy xúc của mình kìa. Đấy, chỗ đấy bằng hẳn cái đô này này. Cứ để kích cái bãi này rộng ra nữa. Đây chỗ này sau sẽ đánh xiên đây nhá. Hoàng này nhìn như kiểu buồn ngủ á. Hả? Đây từ chỗ máy xúc của em Hoàng vào đến nương quế của em Xín một chân thì kia các bác. Đây này. Sau này là em ấy quế kia các thứ của em mới tốt nữa. Đã yên tâm là có đường để khai thác rồi. Đấy chỗ này vuốt chéo hẳn xuống. Đoạn trên này thì cái phần những cái trên này nhá, cái đất nó rất là nạc. Thế nhưng mà cứ đến những cái đoạn dưới dưới này thì bắt đầu nó lại có đá kiểu dạng mồ côi. Quăng hẳn ra ngoài kia đi.
Đoạn này xén hết đi nhá Hoàng nhá. Đây các bác, nếu mà để nhìn chỗ này gần như không thấy có đá.
Hoàng ơi, chỗ này cái múc hẳn đến gốc cây đi nhá. Ấy da, nhanh thế nhờ. Lại làm cái này dọc này hả anh Báo? Giáo với xín đang chặt trên này đấy à? Đấy, cây nó phấn phấn ra này, nhìn nó già này. Báo mọi người vẫn nhìn thấy chữ S lắm. Lần này cây nữa có đủ không? À. Tối nay chắc vẫn ăn bên kia thôi, nhờ. Ăn được ở đây rồi á? Gì? Lập luôn cơ? Này nhanh thế cơ? Khu vực này là nước có bắt được về đến đây không hả anh Báo? À không đủ nước ở đây à? Chặt cả nước à? Chặt cả nước à? Anh em là hôm nay là đang quyết tâm là để xong lán này. Nay xong được thì oách đấy. Nay xong được là oách đấy. Đoạn ngoài kia phải tăng cường thêm mấy cây nữa anh Pháo ạ. Chắc chưa? À được đấy. Thao hồ nhún nhảy đây được rồi. Nhún đấy. Thật ngã đấy. Mua từ xuống nó, mua từ nó trà trà cho nó là khó rồi. Đây này, đoạn này phải thêm một cái nữa anh Báo. Đây. Ngoài ngoài này. Ôi, có quả tàu à. Là củ trái. Ô, một cây thích chi này á.
Đấy. Chắc tầm 4 cây nữa là được đúng không? Ép vào đây, ép cho nó sang bên này nhá, đừng để nó về bên đấy nữa. Này lại bồi dưỡng cho mấy anh em muốn gà nữa. Ở đây đêm. Đừng ném nó sợ đấy. Ép vào đi. Bắt con to nhất đấy. Ném ạ. Được. Vào đi. Hả? Ôi, nó mà sổng thì nó lại tùa đấy. Thấy nó chưa? Đâu rồi? Khe sâu lắm. Hâu còn, dạ hâu ở chỉ đọc thiên đa chứ. Thấy chưa? Xín sang bên này. Giờ nó đau chắc đang náu trong này thôi. Thấy chưa? Đấy rung ấy. Tìm kỹ vào, giờ nó đang nằm im lắm ấy. Đâu nó ở đâu? Lừng này gì? Giờ phải chui vào. Chui vào giữa búi xí ạ. Thấy không? Bố này. Đấy, chạy làm sao cho thoát được. Đâu xem nào. Nó tí nữa nó bay xuống ấy à? Vâng. Xuống thác à? Vâng. À, con cựa dài nhờ. Con này cựa dài đến phải đến 3 phân. Bảo lên đi, sao nó cứ trượt trượt ở chỗ kia đấy. Xin. Ép nổ luôn. Lá
Đấy lá to ấy. Tốt nhanh nhiều. Cao bằng đầu gối rồi. Này mỗi người chỉ hai lá thôi. Cậu thích không? Thì cho vào nước luộc gà ngay xịn. Lấy nguyên cây tím ấy. Tím tím trong kìa. Đây có cây có ngồng này. Thận bay mất đấy. Ê, cây có ngồng này ăn ngon lắm. Thôi được rồi á, bằng này thôi. Nhiều quá. Tí ủ mạnh mạnh vào để lấy tí cháy nhá. Vâng. À nước được rồi này xin. Lấy để ngâm con củ cải đi. Nồi cơm này hôm nay ăn thì tóe tóe. Được rồi. Đấy, qua đây thì Mạnh cũng xin giới thiệu một chút những cái sản phẩm Mạnh đang gửi cho các bác qua kênh nhé. Đây là sản phẩm mọc nhĩ rừng. Đấy. Rất là mỏng mà rất là giòn luôn. Đấy, ăn ngon lắm. Và đây là cái sản phẩm là măng nứa rừng. Đây là măng bẹ nha các bác. Đấy, cái này hầm xương, xương ống, xương củ, xương bay, xương sườn, các loại xương luôn các bác. Đấy. Và đây là măng dối. Măng dối này là làm nguyên là cái phần dối ngọn nữa các bác. Nên là nó rất là giòn và non. Không bỏ đi một tí nào luôn. Cái này này. Đấy. Và đây là nấm hương rừng. Đấy, nấm hương rừng. Cái này thì bà con đi lấy về là nó không đều hẳn đâu các bác. Nó có cái to cái nhỏ nhá. Còn đây là củ cải. Thì các bác yêu quý Tất Mạnh thì liên hệ tới số điện thoại là 0368 369007. Số điện thoại này là số điện thoại của bạn Hường nhé. Mạnh cũng công khai luôn về những cái giá của nó. Nó là cái củ cải này thì Mạnh đang gửi tới cho các bác là 180.000 một kg bao ship nhé. Còn cái nấm hương rừng này thì Mạnh gửi tới cho các bác là 500.000 một kg cũng bao ship nhé. Còn măng dối này là Mạnh gửi tới cho các bác là 350.000 một kg cũng bao ship. Đây còn cái mọc nhĩ này thì Mạnh gửi tới cho bác là 400.000 một kg bao ship. Và cái măng nứa rừng này nữa Mạnh gửi tới cho bác là 400.000 một kg bao ship. Đấy, các bác cứ yên tâm về những cái sản phẩm của Tất Mạnh. Mạnh đã lựa chọn là cực kỳ là kỹ càng. Đấy, cái này là nó ăn vào người nên là cần đảm bảo cho sức khỏe. Đấy, các bác cứ yên tâm. Đấy, bà con đây ăn ăn như những cái sản phẩm này. Đấy, như xín này. Khỏe như con bèo, mạnh như con hổ. Đấy, nhanh như con sóc. Đấy. Này ăn ngon lắm. Đấy, bác nào ăn chay thì củ cải mới cả nấm hương. Này không cần cho mì chính luôn. Củ cải ở Đồng Văn là Đồng Văn núi đá nên là nó rất là ngọt nha các bác. Đấy. Rất mong các bác ủng hộ những cái sản phẩm của Tất Mạnh. Để Mạnh có thêm một chút kinh phí nữa để gửi tiền lương cho anh Sự và gửi tiền lương cho em Hoàng. Hay là có thêm những cái bữa ăn như này cho bà con để trong những ngày mở đường ở đây. Để xem cái rau kia rửa đi dưa. Đấy, có mỡ ấy. Hết đi à? Cho nhiều nhiều vào. Ăn cho nó cay. Mỡ lượng ít không? Ít, tăng cường thêm một tí nữa. Cứng lắm.
Đấy, ngon này. Gà kia sắp chín chưa? Ngầm đường ấy. Giờ tan hết ra bốc lửa. Bốc lửa nóng lên đấy. Đây một đôi đũa. Bốc lửa. Ồ, cái này cũng ngon. Quả đen này. Đừng nhỉ. À, lẫn lộn lên luôn à? Đây rồi. Lẫn lộn hết rồi. Đây. Đây nhá. Thơm nhá. Thơm đi. Lẫn lộn ở bên. Chuẩn bị mâm đây để chuẩn bị chặt gà đi không giáo? Không tiện. Cái chảo này chắc nó đắc tội với anh Sự nhỉ? Không ra đâu. Chảo nhôm mà. Rang này rất là vỡ. Đây cho gần vào đây một tí nữa này, cho nó tí nữa ấm. Gần vừa thôi, lùi lại một tí, không tí nữa người ngồi kia lại bỏng lưng. Xem vớt gà đi xong rồi cho rau vào đi dưa. Ôi nhầm nhầm. Ô xiên nhầm. Anh Sự còn đeo giáp à, tay. Đeo giáp khó, nó xử lý lắm. Cái xe luôn. Ngon chưa? Gà này quả đau răng to không hả ông giáo? Cũng bình thường thôi ạ. Bình thường thôi à? Củ cải sắp được chưa hả anh Sự? Được rồi. Rồi. À, được chưa? Wow. Tên tên tên. Con này quả to quả bé nhờ. Đấy, nóng đấy. Đây, bọc 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 bọc. Chín rồi. Ui giời, bọc. Ui 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 ui. Đây. Giáo tách đuôi ra nào, để test thử xem ớt này cay không. Đấy. Đây, rồi test của bé đó. Đó. Ờ, xem là ớt nào. Rồi.
quá. À. Ướt cay quá. Gà này nay tí bay mất xuống vực. Như thịt trâu ấy nhỉ. Dài ạ. Dài như con bồ câu nọ nhỉ. Cho cá vào rán đi. Anh thử cho nước mắm vào nhá. Nay ăn cá của cô Tuyến. Cá đây ăn tốn cơm á. Ngon. Cẩn thận mẻ dao ấy. Ấy phao câu to. Anh Sự với cả Dư nay khả năng các bạn oản tu tì nhau phao câu rồi thôi. Phao câu hôm nay to lắm. Lại nhường cho anh Sự à? Có 72 miếng nha, chia làm sao được 3 mô. Vâng. Cá đây à? Vừa bỏ ra đi, theo rửa rồi đấy. Chưa. Vừa tới không tí cháy đấy. Vừa thả vào đấy. Phải cho nó nóng hẳn tới. Vớt rau ra đi Dư. Vâng. Được rồi anh Sự ơi. Đó ngon đấy. Một tí ấy, đắng đấy. Tầm này ngon chưa? Thơm chưa? Đấy. Hoàng lấy cơm đi Hoàng. Đây đâu rồi nhỉ? Đây chia đầu này. Đây nhá. Đấy, chia 2 mô. Mi nhỏ đâu rồi? 2 mi nhỏ đâu rồi? Và nó mỏ à? Tuấn đâu chuẩn bị ăn cơm à? Đâu à? Ăn cơm củ cải. Tuấn thích củ cải lắm ạ. Trên này chưa có ghế à? Đây này. Vế bên này này. Ở trên thì thấp cũng được mà, trên dốc. Phải có ghế ngồi chứ. Bát và 2 bát nữa. Vẫn thiếu bát. 2 bát nữa. Thiếu 1 bát rồi. Đâu giáo cho tí nước vào đây. Đúng rồi. Tăng cường đây. Đúng rồi. Thiếu bát nữa.
một bát nữa là đủ rồi. Lấy cho trẻ con ăn trước đi. Người lớn ăn sau tí cũng được. Tí ớt này. Xin mời các bác nhá, anh chị nhá. Cơm đây, cơm đây. Rồi tất cả các bác ăn cơm nhá. Tất cả các bác. Thì rau à. Anh Sự vẫn chưa tháo được cái này nhỉ? Phải một tháng rồi. Củ cải đi. À, củ cải này, củ cải đang cháy cạnh vừa tới đấy. Nó được củ ạ. Cải được củ ạ. Ngon. Cải nó được củ. Cải dê chứ rồi. Rồi cá này. Cá này thì ăn cơm ngon lắm mà. Tốn cơm. Cho nước mắm vào nên thơm nhỉ? Thơm hẳn luôn. Đâu cho Tuấn này. Đi nhỏ à. Này. Rồi. À. Nào nào. Ấy da, ấy da. Rồi 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 rồi. Nhiều ớt vào ăn cho cay. Hôm nay nhiều con dư. À. Phao câu nhiều con dư nhá. Người ta bảo là muốn ăn gắp bỏ cho người đấy. Anh Sự anh thích ăn phao câu anh gắp cho dư đấy. Nói dư nó cũng thật đấy nhỉ. Đấy, thật luôn. Đấy, làm luôn. Nhường mấy hôn cho anh Sự rồi. Anh Sự này tiếc lắm ấy. cũng là thích. Anh chấm cho em mạnh nhỉ? Không, em không ăn ớt. Không ăn ớt à? Vâng. Thế ăn em thịt. Chỉ ăn thịt dính ớt thôi. Cái này của chân đùi ấy. Đúng đùi rồi. Tối nay đến lượt ai á? Dư à? Vâng. Dư mấy ai? Dư mấy anh Báo à? Vâng. Anh Dìn mấy hôm nay là đi làm thủy điện rồi à? Vâng. À. Hôm nay đi ăn cỗ. Ăn cỗ. Thì mai nữa là lán nữa là xong nữa rồi là ngủ bên lán thôi. Vâng. Mưa kiểu này phải có chăn không? À. Mang hết chăn lên chưa? Hay vẫn để trong chuồng trâu này? Chăn lên. Chăn để cái chỗ cái bạt. Nó khỏe không?